Đây là hai con đập điều tiết nước Tha La và Trà Sư của tỉnh An Giang. Hai ngày nay, nước lũ lên nhanh, làm nước tràn qua hai con đập này và cuồn cuộn chảy vào vùng tứ giác Long Xuyên, khu vực sản xuất lúa lớn nhất nhì ở đồng bằng sông Cửu Long. Lo sợ những sự cố không hay, ngành chức năng tỉnh An Giang quyết định cho xả đập vào ngày 31 tháng 8 tới đây, mặc dù theo dự kiến phải đến ngày 3 tháng 9. Người dân cho biết, chưa bao giờ nước lên nhanh và lớn như năm nay. Đất này thường năm mà khoảng 10 năm nay là mặn có thể nào là ăn được hết trơn à, vì có năm nay là lũ về sớm ăn không được thôi. Thường năm thì mặn được ăn, năm nay không có ngờ vụ này. Năm rồi thì về hai mấy tháng 6, năm nay mới có bước qua mùng về, sớm có 20 ngày, bởi vì nó lúa mặn đâu có kịp đâu. Theo công điện mới nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, thì khoảng từ ngày 12 đến 14 tháng 9 tới đây, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng lên mức báo động 3, cấp độ rủi ro thiên tai là từ cấp 2 đến cấp 3. Vì vậy, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long đang khẩn trương triển khai các biện pháp để ứng phó với nước lũ. Các địa phương phải chủ động thu hoạch sớm các diện tích mà đến cái thời gian mà thu hoạch để hạn chế thiệt hại khi mà có lũ về. Đối với cái diện tích mà sản xuất không an toàn thì chủ động gia cố các cái bờ bao lại để mà và cái công tác là bơm nước ra dự phòng để bơm nước ra khi có mưa phía trên xuống. Còn tại nhiều khu vực ở tỉnh Kiên Giang, thời điểm này các lực lượng vũ trang cũng như cán bộ địa phương cũng đang tất bật cùng bà con nông dân thu hoạch lúa cũng như hoa màu để kịp tránh lũ. Bà con cho biết chỉ cần qua một đêm, mực nước trong nội đồng đã dâng cao từ 1 đến 2 tấc, khiến bà con trở tay không kịp, bất lực nhìn hoa màu bị nước lũ xâm hại. Trong cái thời gian qua thì có cái hiện tượng là mưa nhiều và có cái cảnh báo là có mực nước là dưới chiều cường là cao hơn so với cùng kỳ nhiều năm, từ là 0,09 cho đến 0,07 đến 0,09 mét. Thì điều này là cái ảnh hưởng lớn cho đến sản xuất. Đối với những diện tích mà gieo xạ của thu đông mới gieo xạ đó thì có ảnh hưởng của mưa và nước là làm ảnh hưởng là chết giống. Với cái số là có khoảng là 3.600 hecta là thiệt hại từ trên 70%, còn lại có một số còn khoảng trên 2.000 hecta thì có thiệt hại từ mức độ từ 15 đến 20%. Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đây là đợt lũ sớm hơn trung bình nhiều năm và khả năng còn diễn biến phức tạp. Dự báo trong những ngày tới, nước lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp với triều cường sẽ khiến mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên cao và có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp và Long An.